Trần Việt Kheo Na TV xin kính chào quý vị khán giả. Hàng năm tại cộng đồng người Việt quốc gia Salot tại North Carolina đều tổ chức, dù trời nắng trời mưa cũng vẫn tổ chức ngày thượng kỳ đầu năm. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại thành phố Salot, gồm có những cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và gồm ba thế hệ đã đến đây để mà cùng nhau để chào cờ đầu năm, để tưởng nhớ đến những công ơn của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ tự do, hạnh phúc và bảo vệ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta thân yêu tại nước Hoa Kỳ này. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được. Chương trình lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đầu xuân Tân Sửu năm 2021. Thứ nhất, tuyên bố lý do. Thứ hai, chào cờ Mỹ Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Thứ ba, bà chủ tịch cộng đồng chúc mừng năm mới và loan báo mãn nhiệm ngày 15 tháng 5 2021. Bốn, ban vận động bầu cử báo cáo. Và thứ năm, cảm ơn và bế mạc. Chúng tôi xin phép bắt đầu vào chương trình. Thưa bà chủ tịch cộng đồng và quý đồng hương, hòa nhịp đồng bộ với các cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản trên khắp thế giới tự do, hôm nay cộng đồng Việt Nam tại Salot làm lễ thượng kỳ Mỹ Việt Nam Cộng Hòa để tỏ lòng thành kính biết ơn sâu xa tới các vị anh hùng liệt nữ lừng lấy tên tuổi hay âm thầm bị quên lãng, nhưng tất cả là những vị ân nhân vĩ đại tạo nên những thành quả mà chúng ta đang thụ hưởng ngày hôm nay. Đặc biệt người Việt tị nạn cộng sản là con cháu của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa suốt 21 năm trời phục vụ dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để chiến đấu xây dựng bảo vệ quốc gia Việt Nam trong tự do dân chủ, nhưng tiếc thay đã thất bại. Cho nên hôm nay ngày đầu xuân, chúng ta trân trọng lá cờ cũng như công lao to lớn của cha ông như một gia tài vô giá và can đảm chuyển lại cho muôn thế hệ sau, quyết không để cho Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm cách nhục mạ triệt tiêu cũng như chúng đang manh nha xóa bỏ lịch sử Việt Nam, kể cả chữ Việt Nam. Thứ hai, lễ chào cờ. Lễ thượng kỳ Mỹ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Quốc ca Mỹ. Yeah. Chào tay, chào. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight part we watch were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave of the land of the free and the home of the Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Again, me. We here. Chào tay, chào. Đồng dân ơi, xin lên đáp lời trong núi.
ơi luôn rung lên cho thấy phơi trên phương xa nước cây máu đã đẹp bao nói sao luôn tiền phải cần giải nguy người công dân lập vững bền thân chi hùng tráng quyết chiến đấu làm cho tan tiếng người nước Nam cho đến muôn đời công dân ơi máu hiến tân dưới cờ công dân ơi họ làm cho ôi giờ tan thương càng hao nhé tan lại sống sương xanh nghìn năm trong sông lạc đông thầy chúc thầy diễn phút mặc niệm chúng con cúi đầu tạ ơn các quý vị ân nhân anh hùng đã tạo dựng một xã hội nhân ái mở rộng vòng tay đón tiếp chúng con trong lúc cùng khổ nhất. Chúng con đặc biệt thành kính tri ân các chiến sĩ cha ông của các quân binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu để cải tử hoàn sinh cho con cháu có cuộc sống trong thế giới tự do no ấm ngày hôm nay. Xin anh linh các chiến sĩ độ trì cho chúng con và gia đình an lạc trên vùng đất định cư này cũng như giúp dân tộc Việt Nam mau thoát nạn cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Dạ, vâng, trước hết trời chúng con xin chúc mừng đầu năm đến tất cả quý vị. Kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý vị niên trưởng. Chúng tôi xin cảm ơn, rất là chân thành, cảm ơn sự hiện diện của quý ông bà, quý anh chị đã đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu năm Tân Sửu 2021 hôm nay của cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Sa Đéc và vùng phụ cận. Thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị đã nói lên rằng cộng đồng chúng ta là con cháu của các bậc tiền nhân đã xây dựng, chiến đấu, bảo vệ cho đất nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Ước mong quý vị hãy tiếp tục công tác để vun đắp và nâng đỡ các thế hệ sau tiếp nối truyền thống dân tộc, phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi, Trần Việt tường trình từ Charlotte, North Carolina.